Mới đây, thông tin từ đồn biên phòng Vĩnh Quân, Bộ đội biên phòng An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm tổ chức mật phục, phát hiện và thu giữ lô hàng điện tử đã qua sử dụng nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam. Trước đó, hồi 15 giờ ngày 19 tháng 9, tổ công tác đồn biên phòng Vĩnh Quân phối hợp với đội đặc nhiệm tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới khi đến khu vực mốc 265/2 thuộc khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Quân, thành phố Châu Đốc, khoảng 100m phát hiện một thuyền máy nghi vấn chở hàng hóa nhập lậu chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến khu vực tổ 12 và 13 khóm Vĩnh Chánh 2 thì phát hiện một nhóm đối tượng khuân vác hàng hóa cất giấu vào khu vực nhà dân và bỏ trốn. Tổ công tác phối hợp với đội liên ngành phòng chống buôn lậu số 2 và công an phường Vĩnh Quân tiến hành kiểm tra hành chính hai căn nhà. Qua đó phát hiện số hàng hóa đã qua sử dụng nhãn hiệu chữ nước ngoài gồm 4 cái lò nướng, 6 màn hình máy vi tính, 2 chân đế màn hình vi tính, 2 máy hút bụi, 2 đồng hồ treo tường, 1 nồi cơm điện, 2 nồi inox, 40kg muỗng nĩa, tổng trị giá tang vật gần 45 triệu đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vụ việc và đưa toàn bộ tang vật về đồn biên phòng Vĩnh Quân để tiếp tục điều tra làm rõ.